Xin mến chào quý bà con cô bác anh chị đã trở lại kênh Thọ 1990 Vlog. Hôm nay Thọ sẽ dẫn tất cả quý bà con cô bác anh chị đi đến thăm một bé gái có một cái gương mặt rất là kỳ lạ luôn. Thì nửa gương mặt của bé nó màu đen, người ta gọi là cái bớt quý bà con cô bác anh chị. Thì Thảo có xem qua trước thì thấy là khoảng chừng nửa gương mặt bên đây. Rồi tay nè, ở bên tay phải của em cũng có luôn. Rồi ở dưới chân của em cũng có luôn. Mà đặc biệt là ở ngoài sau lưng luôn. Nguyên một cái lưng ở ngoài sau. Rồi ở phía ngoài trước ngực luôn. Mà ở cái phần ở bên cái gương mặt ở bên đây á quý bà con cô bác, là có nó mọc cái tóc. Có người gọi là tóc, có người gọi là râu. Thấy nhìn em thì khoảng chừng là 20 mấy tuổi thôi, 20 đến 20 ngoài tuổi thôi quý bà con cô bác. Thì để biết cái trường hợp đó như thế nào, quay độc lạ cho bà con xem, thì Thảo mời tất cả bà con cô bác anh chị cùng theo dõi và xem video Thảo 1990 Vlog. Xin mời tất cả quý bà con cô bác. Để cái tóc qua này coi chung. Qua này một bên ha. Rồi để cho bà con xem nguyên cái lưng của Dung luôn. Thì đây. Ôi ôi, đây nè mọi người. Vậy là tới đây. Dạ. Tới đây hả Dung? Dạ. Cái lần à, này có tới đây nè. Đâu là ví dụ như ở trong. Ồ, hình như là nó xuống tới dưới cái khoảng lưng này luôn nè mọi người. Tới cái chân áo. Tới cái chân áo luôn nè. Ồ. Quá trời cũng kỳ lạ quá ha. Dạ không. Không ngứa luôn ha. Ồ, kỳ lạ quá ha. Mà nó đều đặc biệt nè, nó có đều có cái lông nó mọc lên nè. Đó. Mà cái lỗ chân lông nó lại to. Đúng rồi. Anh kia nó mới thấy nè. Cái lỗ chân lông to nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên nha. Cái gương mặt của Dung, cô gái có gương mặt kỳ lạ đây, cho bà con xem. Ôi ôi, đây nè mọi người ơi. Quá trời luôn. Cái chân lông này thì nó khác ha, nhìn khác với trên tóc rõ ràng luôn ha. Nó không có giống ha. Thường người ta gọi là râu, rồi cũng có người gọi là tóc, hả Dung? Dạ. Rồi dưới tay nữa nè mọi người. Đây. Bây giờ để quan sát lên phía trên cho con xem. Đó. Ôi kỳ lạ không mọi người. Đó, rồi ở trên cái lỗ tai luôn nè. Này. Ồ, ở trong cái lỗ tai cũng có mọc luôn á. Mọc lông luôn nè. Nó bên đây mà màu đen nè, lỗ tai nó màu đen, còn bên kia thì nó bình thường. Nói chung là nửa cái gương mặt của Dung luôn á. Rồi ở dưới chân luôn. Đó, như ở dưới chân nè, Dung sẽ cho bà con xem. Đó. Ở dưới đây thì nó chỉ có một đốm. Ở ngoài sau này nữa ha. Ngoài sau này nữa nè. Nhưng mà nó hơi ít ha. Rồi tóc nó cũng hơi ít luôn. Nhưng mà nó có cái quần đen đó. Cái màu da là nó khác cái màu da mà phản trống nè. Cái bớt, cái bớt. Ở đó mẹ sinh ra là mẹ đặt là bớt luôn hả? Cái biệt danh mình là bớt luôn hả? Dạ. Rồi ở dưới phía này nè. Bà con xem đây. Dòng qua tới đó ha. Dòng qua tới đây. Rồi cái nguyên một cái đốm ở trước ngực luôn. Dung cho anh xin phép ha. Này. Là nên là từ khoảng từ đây phải không? Từ đây nó dài lên phải không? Thí dụ gì như vậy rồi còn ở đâu nữa không Dung? Dạ. Bụng ở bụng không có. Dạ không. Rồi thí dụ như ở ngoài cái mông cái lưng. Dạ. Dưới mông. Không có luôn. Chỉ có một khoảng một cái đoạn bên đây thôi. Dạ. Rồi thí dụ như ở trên đùi. Trên đùi nó có như kiểu dạng như là ít như vậy đốm. Thì nó cũng đốm đốm giống như cái tay này đúng không? Dạ. Rồi bên đây thôi hả? Ở bên kia dạ. Có không? Có mà ít, cũng ít. Cũng có luôn hả? Mà ít. Mình đi ra đường thì mình ngại không Dung? Dạ có. Cũng mặc cảm ha. Nhìn tại sao qua cô gái khác như vậy mà mình như vậy. Cũng buồn, lúc cũng buồn ha. Dạ. Năm nay là mình 22 tuổi. Dạ.
Năm nay mình 22 tuổi thì mình cái tuổi này là cũng là cái tuổi lấy chồng rồi đó. Đúng không? Dạ. Yeah. Đó giờ có ai đến hỏi cưới hay là mình có yêu một người nào không? Có người là đến hỏi cưới. Có người hỏi cưới luôn. Dạ. Thì sao? Em có chịu không? Dạ không. Sao vậy? Sao không chịu? Tại lúc đó em còn nhỏ, mới 18 tuổi à. 18 tuổi. Người đó là tự thương em hả? Em có thương lại không? Dạ không. Rồi đó là có người là mai kêu mẹ anh đó xuống hỏi cưới. Ừ. Rồi em biết mặt người đó không? Dạ không. Không biết mặt người đó luôn. Rồi mẹ lại mẹ hỏi em sao em còn nhớ. Mẹ hỏi nghe đi, nói chuyện với mẹ em. Rồi em đi chợ về em mới gặp. Rồi bác hỏi thì em cũng bác hỏi chịu về làm dâu bác hôm đấy. Dạ không, con còn nhỏ lắm không? Cái lý do gì sao mà mình không chịu, hay là mình ngại là do cũng như là cái gương mặt của mình nó như vậy rồi mình sợ như bên kia người ta khi mà biết được người ta ngại người ta không có cưới hay sao? Dạ không, tại vì em không chịu, tại không chịu. Tức là mình không muốn lấy chồng sớm hay sao? Dạ. Vì sao mà mình không muốn lấy chồng sớm? Dạ, tại em muốn đi làm kiếm tiền. Muốn đi làm kiếm tiền ha. Hiện tại như là cha mẹ thì ngày xưa thì hoàn cảnh cũng khó khăn rồi bán nhà rồi để trả nợ, mà bây giờ là không có nhà, mà cái ước nguyện của em là không có muốn để mà lấy chồng sớm đúng không? Dạ. Để mà mình đi làm kiếm tiền rồi mình để giúp cho cha mẹ. Mình cái ước nguyện mình như vậy thôi ha. Chứ dạ. Mình chưa có muốn lấy chồng. Dạ. Vì hồi từ đó giờ ví dụ như mình đi học rồi tới bây giờ là mình 22 tuổi rồi, thí dụ như mình có thương một người nào chưa? Dạ chưa. Thiệt không? Cái này nói thiệt đây nha. Dạ. Dạ không có để ý nào cho anh hả? Dạ không. Lỡ sau này có người thương em có chịu không? Dạ. Em giờ em làm kiếm tiền trước rồi lo cho gia đình rồi em mới lấy chồng. Dạ. Nhưng mà để tùy duyên nè. Dạ. Rồi mình có khi nào là mình nghĩ là cũng như là cái gương mặt mình như vậy á, rồi mình ngại đến cái vấn đề tình duyên sau này không? Dạ không. Bây giờ là ước nguyện mình chủ yếu là mình đi làm kiếm tiền để mà mình phụ giúp gia đình, phụ giúp cha mẹ thôi ha. Dạ. Nên nhà cửa bán đất bán hết rồi cho nên không có chỗ ở. Hiện giờ em ấy cũng đang ở đậu. Dung ơi thì em có thể là chia sẻ về cái cuộc đời mình mà làm sao, lý do như thế nào mà mình ba mẹ lại bán nhà không? Tại mẹ hiếu nợ. Ừ. Rồi bà ngoại bán, bà ngoại trả nợ cho mẹ. Ừ. Rồi từ lúc bán nhà là mình em về đây em ở hả? Dạ, em ở nhà ông. Ừ. Là hiện tại là mình đâu còn nhà nào nữa đó Dung. Dạ. Vậy là hồi đó là cha là ở bên ngoài hả? Cha ở ngoài. Cha làm rể ha. Dạ. Rồi quê của cha là ở đâu? Ở Đồng Tháp. Quê cha Đồng Tháp. Rồi cha đi theo mẹ về đây ở rể. Dạ. Rồi sanh em, rồi người thứ hai, rồi người chị thứ ba, rồi em thứ tư, tức là em là út đó ha. Dạ. Nhà ba chị em. Ba chị em. Thí dụ như vậy nè, là nó có ngứa gì không Dung? Dạ không. Không có ngứa, mà nó cũng không có thấy mà nó khó chịu gì hết trơn ha. Dạ. Tại vì anh thấy là chỗ này là cái tóc, cái này có người gọi là tóc, có người gọi là râu rồi mọi người. Nhưng mà thấy quá trời luôn chỗ này. Nhưng mà không biết là cái Dung á, nó có ngứa hay là nó có khó chịu gì không á? Dạ không. Không có gì hết trơn đúng không? Dạ. Quá trời luôn. Để quay cận cận cho bà con xem. Ôi lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mới thấy được cái trường hợp mà cái gương mặt kỳ lạ của cô gái còn quá trẻ luôn mọi người. Mà cái này là từ hồi nhỏ, em có chia sẻ là từ hồi nhỏ luôn mới sanh ra. Mẹ có đôi lúc mà khi mà trò chuyện cũng như là ngồi hai mẹ con với nhau rồi kể lại cho em nghe mà lúc mà mẹ mà sanh em ra mà thấy như vậy đó là mẹ em có nói gì không? Là lúc sanh ra thì chưa, mẹ chưa thấy nữa. Chưa luôn hả? Tại vì cô ấy, cô mà đã đẻ em á, là cô đó là bà thấy trước rồi bà chỉ đưa cho bú rồi bà ẩm đi. Rồi sao nữa?
mẹ từ từ rồi mẹ mới thấy. À. Rồi lúc đó là mẹ, khi mà sau này á, em lớn lên rồi, mẹ có ngồi thỏa thẻ với em nói là kể lại cho em, mà nói là như là lúc mà đầu tiên mà gặp em á, là mẹ có cũng như là cái cảm nghĩ như thế nào không, mẹ có nói gì không? Mẹ... nói với cha rồi coi này kia rồi đó. Dạ không, cái mẹ chỉ nói là buồn thôi rồi. Ừ. Với lại cái mà cô mà bác sĩ, cô mà đã đẻ đó là cứ heo đẻ sinh em hoài vậy đó. Ừ. Sinh về nuôi. À, cũng như là cái người mà đỡ đẻ cho mẹ em đó ha. Dạ. À. Thấy lạ, thấy em lạ ha. Dạ, với nhưng lại mà... trong khi bé đang mang bầu nữa. À. Mẹ thì buồn, mẹ thì nó sanh ra gặp em vậy mẹ buồn. Dạ. Ừ. Còn cái người mà đỡ đẻ, cái người đó là muốn xin em về nuôi là nhận làm con luôn nha. Dạ, đó giờ, tại vì giờ bà cũng vẫn còn kêu nữa mà. À. Tới giờ vẫn còn gặp ha. Dạ. Mến từ đó tới giờ luôn. Dạ. À thì Dung ơi, thì đôi lúc thì mình ở đây chỉ một mình nên thôi, rồi ba mẹ thì đi xa, đi làm ăn xa vậy đó. Rồi mình có nhớ ba mẹ mình dạ không Dung? Dạ có. Ừ. Rồi đôi lúc mình có suy nghĩ là mình ở đây mình nên, mình cảm thấy mình trống vắng, mình thiếu cái tình thương của ba mẹ không? Dạ không, tại vì em cũng đi qua ba mẹ hoài à. Ừ. Chừng một tháng, hai tháng vậy đó em đi qua mẹ ăn lần. Ừ. Là ba mẹ có thường xuyên về thăm em không? Dạ, nó ít về, tại vì em đi cũng đi qua bển mà mẹ cũng ít về. Ừ. Ba mẹ làm gì Dung? Làm thuê mà làm gì á? Mướn gì làm đó, như ba thì xịt phân hút sâu. À. Mẹ thì nhổ cỏ mừng mướn vậy đó. Ừ. Vậy là ai mướn gì làm nấy ha? Dạ. Mà cái điều đặc biệt là không có ai, cũng như là cái này cũng như là gọi là di truyền, mà không có ai có, chỉ duy nhất một mình em Dung là có cái gương mặt kỳ lạ như thế này, mà hình như là từ đó giờ là chưa gặp cái trường hợp nào như thế này luôn mà con. Phải nói là quay phim cho mọi người xem một lần nữa đó, thì em ấy thì không có cái áo kia, chỉ mặc cái áo này thôi, cho nên thì nhiều khi muốn quay mà cận cảnh hết cho bà con xem á, thì nó cũng hơi khó nữa. Đó, cho bà con xem cho thấy tận tường hơn mọi người. Đây ở trên vai nữa nè. Đây nè. Đó. Rồi cái bờ vai bên kia thì nó cũng giống hệt như vậy luôn. Bên đây không có. Nó trống. À, bên đây không có. Khu vực bên đây. À, nó chỉ quằn, nó quằn một cái bên bờ vai bên phải này thôi. Còn ngoài trước ngực thì nó hết trơn luôn nha. Ngay khúc trên đúng không? Dạ, ngay đây. Ở dưới bụng không có, ở dưới bụng không có. Chỉ từ ngực đảo lên trên cổ thôi, dưới ngoài sau lưng. Mà ngoài trước ngực thì nó không có mọc cái lông tóc lên, còn ở ngoài sau thì có. Ít thôi. Tai cái bờ vai thì nó cũng ít thôi, như thế này thôi nè. Chỉ có trên gương mặt là cái tóc nó mọc ra rất là nhiều. Và cái chân tóc nó rất là cứng. Như là bên tay trái là anh thấy là cũng có một cái bớt nhỏ đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhỏ, đốm đốm. À, cũng được hai đốm ha. Đi ra đường là anh nghĩ là chắc có, thí dụ như ở người, những người mà ở gần gần xung quanh á, thì người ta thấy thì cũng quen rồi. Nhưng mà mấy người lạ lạ là anh nghĩ là chắc họ dòm em chắc dạ. Cũng dữ lắm đúng không dạ. Dung? Có khi nào mà người ta kêu em lại mà để người ta hỏi không? Dạ, ít lắm. Anh thấy là ở chỗ này là nó khá là dày. Khá là dày luôn. Thí dụ như vậy nè, là nó sẽ dài theo cái thời gian hả Dung? Dạ. Cái tóc, cái râu nó dài xuống nè. Nó sẽ dài theo cái thời gian luôn hay sao? Dạ. Hồi nhỏ nó được dày không? Dạ đó, em cũng không biết gạnh nữa. Tại vì mẹ nói cũng mới gan vậy giờ đó giờ. Ừ. Nhưng mà theo em á, em hay là gờ vào cái như cái này nè, em thấy là lâu ngày em thấy nó dài. Dạ. Có không? Dạ không. Em thấy nó cũng vậy hay sao? Anh. Ừ. Rồi thí dụ như anh thấy nó khá là nhiều nè. Rồi mình có lại tiệm tóc mà để mình cũng như là mình cắt bớt hay sao? Dạ, có không? Không có luôn, mình để gì luôn. Luôn. Nó cũng bình thường thôi ha. Dạ. Mình thấy nó cũng không có khó chịu cho nên mình cũng không có cắt bớt. Dạ. Theo Thảo nghĩ cái này là không biết là nữa sau này nó có dài xuống dưới đây không á ta. Thí dụ như tóc thì cái chân tóc thì lâu ngày nó cũng sẽ
dài ra, thì ở đây thì mình nghĩ là chắc nó lâu ngày nó chắc nó cũng dài ra chứ. Dạ. Nó y hình vậy đó. Y hình vậy hoài đó ha. Dạ. Ừ. Ở đây trên cũng có. Vậy là từ đó giờ là mình khi mà mình có được cái gương mặt như thế này là có đi thành phố để mình khám hoặc là mình kiểm tra coi coi là nó có cái vấn đề gì không? Dạ chưa, ở đó chưa đi. Chưa có lần nào hết trơn. Dạ, tại không đủ kinh phí để đi không? Nếu mà sau này khi mà mình đi làm kiếm tiền lo cho gia đình được mà cha mẹ cũng ổn được cái cuộc sống rồi đó là sau này rồi em có muốn để mà lập gia đình không? Dạ, có. Rồi cái tiêu chuẩn cái người chồng của mình như thế nào? Em thì ai như kiểu là quan tâm mình, lo lắng cho mình thì gia đình mình biết tôn trọng lớn. Người có cần đẹp trai không? Dạ không. Vậy hả? Vậy là chỉ biết quan tâm, yêu thương em và biết thương cha mẹ, tôn trọng ông bà, người lớn là như đó là đủ rồi hả? Dạ. Rồi giàu nghèo sao? Giàu nghèo thì cùng nhau làm. Không có quan trọng giàu nghèo. Dạ. Thí dụ như ảnh mà có nghèo đi nữa mà Nguyễn sao mà thương em và lo cho em rồi tôn trọng người lớn là đó là quá đủ rồi đúng không? Dạ. Ừ. Đây quý bà con cô bác anh chị gặp được một cái trường hợp cái gương mặt phải nói là rất là kỳ lạ luôn của em Dung. Năm nay chỉ mới 22 tuổi thôi, thì em có chia sẻ là từ trong bụng mẹ sinh ra là như thế, có tóc, có người gọi là tóc, có người gọi là râu, thì nó cũng có sẵn luôn, thì nó dài từ từ theo cái năm tháng đó quý bà con. Thì cho bà con xem và thấy tận tường một lần nữa này, ở ngoài trước ngực thì không có cái tóc nó mọc ra, chỉ có ở ngoài sau lưng thôi, với ở bên bờ vai, với xuống tới cái cùi chỏ đó. Ở bên kia cũng có mà chút đỉnh thôi, ở dưới chân thì cũng có luôn, hồi nãy bà con cô bác anh chị có xem rồi đó. Còn ở phía dưới hông, dưới mông thì dưới bụng ngoài trước thì không có. Đó, thì hôm nay quay cho bà con xem. Thì anh cũng đến gặp Dung để quay cho bà con xem, thì thấy cái gương mặt của Dung cũng là con gái nữa, thấy cũng rất là tội. Rồi gia đình cũng có chia sẻ về gia đình nữa, thì anh cũng xin trích một ít tiền của bà con cô bác anh chị giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cũng như cái trường hợp của Dung thì cũng khó khăn. Thì anh cũng xin trích một ít tiền của Mạnh Quân ra để gửi cho em nha. Rồi thì Thảo sẽ trích cái số tiền của Mạnh Thường Quân, chị ẩn danh ở Sóc Trăng, để gửi cho Dung 1 triệu. Đây anh gửi cho em. Thì cô gái cái tuổi đời cũng còn trẻ quá mà có cái gương mặt như thế này. Thí dụ như vậy là em có ước nguyện là sau này là mình được mà hồi phục cũng như là giống như là cái gương mặt mình nó thành một cái cô gái trẻ đẹp khác không? Có. Là nữa là thí dụ như có bác sĩ mà giỏi mà người ta sẽ điều trị cho em như vậy đó, em có đồng ý mà để điều trị không? Dạ có anh. Ừ. Thì cũng mong ha, cũng mong được bác sĩ mà người ta giúp đỡ cho em để có cái gương mặt giống như là bà cô gái khác. Như vậy thì đi ra ngoài đường thì nhiều khi chắc người ta cũng nhìn, ta cũng có ánh mắt cũng hơi lạ đúng không? Yeah. Rồi thì thôi anh chúc cho em nhiều sức khỏe nha. Dạ.